Xin chào tất cả các bạn, tôi là Eric. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình TT Backstage. Thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn một cái nhìn khái quát hơn về ngành quản trị công nghệ truyền thông, về những con người đang cống hiến thầm lặng trong một ngành rất là năng động sáng tạo này. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với hai vị khách mời quan trọng ngày hôm nay. Đến với chương trình TT Backstage ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi đón chào hai vị khách mời là bạn Vi Võ và bạn Bảo Ân đến từ khóa 14 của ngành quản trị công nghệ truyền thông. Vi và Ân là hai người trong ban tổ chức một chương trình đang rất hot của ngành quản trị công nghệ truyền thông. Và các bạn đang rất thắc mắc tại sao chúng tôi lại mời cả hai đến với buổi talk show ngày hôm nay. Đến với ngày hôm nay thì hai bạn sẽ cùng nhau bật mí cho chúng ta những điều mà không phải ai cũng biết về một chương trình đang rất là đình nổi đám. Đó là chương trình Amazing Camp. Và cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã dành thời gian của mình đến với buổi talk show ngày hôm nay. Chào Vi và chào Ân. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ở phần đầu tiên. Và ở phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau lượt qua một số câu hỏi về chương trình Amazing Camp nhé. Bây giờ thì Phát cũng rất là biết về chương trình Amazing Camp thì, nhưng mà về sâu hơn thì mình muốn đi một số chi tiết về chương trình. Thì Phát muốn hỏi là ai là người sáng lập cũng như là mẹ đẻ đầu tiên của chương trình Amazing Camp? Mình chào Lê Hiếu. Đúng rồi, anh Lê Hiếu, khóa 12 là người sáng lập là chương trình này đầu tiên á. Rồi cơ duyên nào khiến Vi và Bảo Ân đến với chương trình Amazing Camp? Hai đứa cùng là khóa 14, cho nên đó là hồi lúc mà Amazing Camp mùa 2, lúc mà hai đứa khóa 14 mới vô thì thấy Amazing Camp trên fanpage á. Xong rồi chắc đây cũng bạn bè kéo hả? Đúng rồi. Em muốn thử tham gia một cái chương trình cũng được mang danh là chương trình truyền thống của ngành á, cho nên em muốn thử được tham gia để mà biết đâu được là làm quen rộng hơn, có cơ hội đúng dễ rồi. Dàng làm quen với nhiều người hơn trong ngành. Thì tâm lý lúc đó mà mới vô trường, mới một cái môi trường mới á, kiểu như thấy một cái gì đó camping chơi cắm trại qua đêm với lại nguyên tập thể mới của mình, kiểu như mình mới mình cũng muốn hòa nhập gia nhập chung lại mấy bạn mấy anh chị, cho nên là đi. Thì được biết là Bảo Ân cũng là một trong những mùa ban tổ chức chính của một mùa Amazing Camp. Thì Phát rất là tò mò, không biết là khi mà Bảo Ân làm chính một cái chương trình như vậy á, thì có những Bảo Ân có gặp những cái gì khó khăn trong lúc mà mình thực hiện một mùa chương trình hay không? Dạ có nhiều lắm, tại vì lúc mà em được làm trưởng ban vào mùa 3 thì lúc đó em mới năm 2 thôi. Thì em lần đầu tiên là phải làm một cái chương trình là phải bán vé nè, là cái việc áp lực về kiếm lợi nhuận nè, xong rồi về áp lực về làm sao mà truyền thông, mà áp lực về cách mà mình làm lead của một cả một tập thể, làm sao mà mình dẫn dắt được, làm sao để mình có thể giữ được lửa cho mọi người để mà đi khi mà gặp những cái khó khăn gì đó, phải vượt qua hết và phải đi tới cuối cùng thì rất là nhiều. Nhưng mà cái mùa đó em áp lực kinh khủng luôn về mọi thứ. Thế Bảo Ân chia sẻ thì lúc đó thì Bảo Ân là một cô gái rất là trẻ và rất là ít kinh nghiệm. Thì cái lý do gì mà Bảo Ân dám nhận một cái vị trí rất là, mà theo mình là một người rất là khó khăn, mà thậm chí là rất là nhiều anh chị đã có kinh nghiệm rồi cũng chưa dám để đương đầu với một cái chương trình như vậy, thì lúc đó Bảo Ân suy nghĩ như thế nào mà Bảo Ân lại chấp nhận và mình sẽ đương đầu với cái vị trí đó? Thật ra đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Thì lúc đó là do em á là đã tham gia rất là nhiều chương trình trong trường rồi, em tham gia với tư cách là trại sinh thôi. Thì khi mà tham gia hết như vậy á, em mới nghĩ là em có cái ý tưởng để mà xây dựng cho cái format của Amazing Camp nó trở nên đậm chất của riêng của ngành truyền thông hơn. Thì sau đó em mới bày tỏ cái ý tưởng đó cho anh Hiếu. Thế là anh Hiếu mới nói là vậy thì em làm leader của mùa tiếp luôn đi. Em nói là thôi anh ơi, em chưa có làm leader bao giờ hết, cho anh làm, cho em làm phó thì nhỏ nhỏ thôi. Anh nói thôi làm luôn đi, tại vì ý tưởng này là em nghĩ ra thì em sẽ là cái người hiểu rõ nhất để mà xây dựng nó. Thế là anh Hiếu cũng đã support tinh thần rất là nhiều luôn á, thì mới dám làm. Chứ còn thực sự lúc đó em sợ lắm, em không có dám đứng đầu có một cái tập thể lớn như vậy. Theo Vi thì đứng dưới góc độ của một người mà mình hỗ trợ đàn em khi mà mình có rất là nhiều cái kinh nghiệm bản thân á, thì mình sẽ hỗ trợ đàn em ở những cái mùa tiếp theo, thì theo Vi cảm thấy là cái khó khăn lớn nhất đối với các bạn khi bắt đầu một cái mùa để xây dựng chương trình là như thế nào?
Trước tiên là Vi phải đính chính là thực ra là ở trong mùa này Vi đang tham gia với tư cách là ban tổ chức, mà gọi là hỗ trợ đàn em thì cũng không đúng, thì ở đây cũng có rất là nhiều bạn đồng đồng tuổi, lại thậm chí cũng còn các anh chị lớn để làm, cho nên gọi là đàn em thì Vi xin không dám nhận. Còn cái là còn ý thứ hai, nếu như mà gọi là khó khăn thì chắc Vi nghĩ khi mà đứng ở tổ chức với một tư cách là một chương trình từ sinh viên tổ chức ra thì vấn đề lớn nhất có lẽ là tài chính. Như nãy Ân cũng nói thì làm sao để mình làm một cái trại có thể bán cho sinh viên mà mình phải bán mà đi xa, tức là cái giá tiền nó sẽ tăng cao vậy á, làm sao mà thuyết phục được mọi người mua vé được. Thì nội cái việc mà đi xa vậy thì trong vấn đề tổ chức á, mấy tổ chức cũng phải đi tiền trạm hay là đi check location hay này kia, bất cứ cái gì diễn ra để phục vụ cho việc tổ chức á, nó cũng phải tốn chi phí của cá nhân các bạn ban tổ chức. Thì cái việc mà nguyên đám bắt đầu làm nguyên cái chương trình thì làm sao mà tiền đâu ngay từ lúc ban đầu tiền đâu để các bạn tiền đâu mà các bạn có thể chi trả cho những cái chuyến đi xa đó hay những cái bữa ăn mà để phục vụ cho ban tổ chức đó, thì cái đó mình nghĩ là cái khó khăn. Thì nhân tiện Vi nói về cái việc tài chính của chương trình á, thì cho phép hỏi là đã có bao giờ hoặc là đã có mùa nào mà chương trình Amazing Camp đứng trước một cái ngưỡng về tài chính, có nghĩa là các bạn sẽ không thể nào run được chương trình vì cái số tiền nó quá lớn, hoặc là khi mà các bạn làm xong chương trình thì cái khoản mà bù lỗ nó vào nó nhiều quá được không? Thì thật ra là em có nghe được, may mắn nghe anh Hiếu đã chia sẻ cho em những kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm phải nói là đau thương vấp ngã của anh Hiếu luôn á, là mùa đầu tiên anh Hiếu làm thì anh Hiếu đã lỗ, và anh khóc. Và anh khóc bởi vì anh cảm thấy là khi mà anh dẫn dắt các bạn bè, cái một tập thể người đi theo như vậy mà cuối cùng lại lỗ, cho nên anh cảm thấy là đau lòng, mà anh khóc chứ không phải anh khóc vì thiếu tiền hay gì hết, nhưng mà anh khóc bởi vì mình đã dẫn dắt một tập thể theo và mình đã không có thể trả lại cái mang lại một cái gì đó có lợi lại cho các bạn bè. Tới mùa thứ hai anh làm thì anh đã lời, mà lời một cục chút xíu thôi đủ để dẫn cho mọi cho ban chức của mình đi ăn một cái bữa thật là ấm áp khi mà kết thúc chương trình offline. Okay. Nọ tới mùa thứ ba thì tụi em vẫn giữ theo cái phi lợi nhuận, là tụi em vẫn làm và cũng kiếm được là một chút để mà đủ để cho để mà hoàn trả lại các số vốn của ban tổ chức và đủ cho mọi người đi ăn và đi nhậu, tiền nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Thì theo Vi với Bảo Anh thì chương trình Amazing Game của mình nó có tiềm năng phát triển xa hơn không, hay là nó chỉ có thể dừng lại ở một cái chương trình truyền thống của ngành và để dành cho sinh viên của trường đại học Hoa Sen? Thật ra thì em nghĩ là chỉ cần có bạn trong ngành truyền thông có thể hiểu được rằng cái tính chất của cái trại truyền thống của mình nó như thế nào, và có khi mà đã làm rồi sẽ có cái niềm cái tình yêu đối với nó luôn á, là sẽ có thể cố gắng tiếp được, là kiếm được truyền nhân để mà đẩy tiếp thì chắc chắn là Amazing Camp có thể vươn ra xa, bởi vì là từ mùa 1 tới mùa 4 á, là Amazing Camp luôn có xu hướng đi lên. Đó là mở rộng vòng tròn ra, không những là cho sinh viên truyền thông nữa mà nó mở rộng ra các ngành ngoài luôn rồi, và đỉnh điểm là ở mùa 4 á, thì các bạn ban tổ chức của Amazing Camp là rất nhiều bạn sinh viên của các ngành khác. Phải nói là rất là cảm ơn những bạn đó là những bạn sinh viên của tất cả các ngành thầm lặng cống hiến cho một cái chương trình, gọi nó là chương trình đậm chất ngành truyền thông, mà các bạn đó lại thầm lặng cống hiến như vậy. Cho nên là em nghĩ chỉ cần kiếm được cái người leader và có thể truyền cảm hứng, hoặc là giữ được cái lửa, là sẽ thể mang được cái nhiệt đó cho tới mọi người á, thì nó Amazing Camp sẽ luôn có thể vươn ra xa hơn nữa. Nhắc tới cái việc truyền cảm hứng, thì việc truyền cảm hứng đang là một cái xu hướng của rất là nhiều cái chương trình, cũng rất là nhiều cái những người mà muốn truyền lại cái chương trình mà mình tâm huyết. Thì theo Vi thì nhân tố nào sẽ là những bạn, có những nhiều cái yếu tố nào sẽ là cái sự lựa chọn của Vi cho cái vị trí leader nếu như Vi được chọn? Vị trí leader cho Amazing Camp mùa tới. Cho mùa tới hả? Câu này Vi lại nghĩ là Ân sẽ có câu trả lời hoàn hảo hơn Vi. Okay. Tại vì Ân đã từng là ban tổ chức nắm chính của mùa 3, thì Ân sẽ hiểu rõ hơn các yếu tố cần thiết. Ok, vậy mời Ân. Chúng mình có thể bàn với nhau. Thì em nghĩ là
cái yếu tố đầu tiên là cái người đó phải có cái tầm nhìn bao quát hả? Tầm nhìn, em nghĩ là cái sự nhiệt huyết, cái sự nhiệt huyết nó lớn á, thì mới có thể truyền được cái nhiệt đó cho người khác. Truyền xong mà còn phải giữ nữa, tại vì một cái trại mà chuẩn bị mấy tháng trời như vậy sẽ có nhiều khó khăn lắm. Thì họ mà có được cái nhiệt huyết đó, họ giữ và họ truyền được á, thì như vậy là các tập thể ban tổ chức khác á, thì dù gặp vấn đề khó khăn gì cũng vượt qua được hết. Chỉ cần có cái lòng nhiệt huyết nào cũng còn á, và giữ được cái lửa đó là hay. Okay. Em nghĩ cái người đó nên có cái phẩm chất đó đầu tiên á. Thì đối với chương trình nào cũng vậy, nó cũng sẽ có vấn đề mặt tốt và mặt xấu, cũng như là cái nhìn đa chiều từ phía khán giả. Thì liệu rằng Vi với lại Bảo Ân có ngại khi mà mình phải đối đầu với những câu hỏi từ phía mà mình tạm gọi là anti-fan không? Thật ra đối với Vi, những phía feedback mà gọi là mình gọi là anti-fan á, những feedback mà không tốt á, thực ra là đứng với tư cách là ban tổ chức thì mình cũng nên được biết đến và phân tích thu xem nó ở khía cạnh nào, tại sao mấy bạn nó còn có suy nghĩ như vậy. Thì bây giờ thì chương trình sẽ có chuẩn bị một số câu hỏi từ phía ban anti-fan để dành cho Vi với bạn Bảo Ân. Thì bây giờ Phát sẽ đọc câu hỏi là cái comment của anti-fan cho các bạn, rồi các bạn sẽ trả lời những câu hỏi này cho anti-fan nhé. Thì đầu tiên là với cái thời của Bảo Ân á, lúc mà Bảo Ân mới bắt đầu và làm leader á, thì việc là các bạn có rất là nhiều bạn nhìn nhận là Bảo Ân là người chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ độ tuổi để có thể dẫn dắt được một chương trình như vậy, và các bạn cực kỳ e dè đối với Bảo Ân và cảm thấy Bảo Ân không thật sự xứng đáng với cái chương trình đó, và cái chương trình đó thành công là vì Bảo Ân ăn may. Thì Bảo Ân suy nghĩ như thế nào về quan điểm đó? Đúng là anti-fan. Thì nghe thì thật ra đúng là cái mùa đó em thiếu kinh nghiệm, em thiếu nhiều lắm, em còn non, em còn sợ lắm, em chưa có đủ bản lĩnh để mà đứng đầu đâu. Thì như vậy là nhờ anh Hiếu giúp em rất là nhiều. Anh Hiếu hầu như là người cố vấn là luôn theo sát, tại vì anh Hiếu cũng biết là khi mà một cái đứa sinh viên mới được năm 2 thôi mà lên làm leader, mà lại là làm trong ban chức có nhiều anh chị lớn nữa, thì làm sao mà có thể khiến cho họ là nghe tâm một phục, leader một cái đứa non chẹt như vậy, mới tanh như vậy thì khó lắm. Cho là em đã gặp vấp ngã rất là nhiều trong vấn đề nhân sự, trong mọi thứ. Nhưng mà em do là em tin á, là cái niềm đam mê của em, khi mà em có cái ý tưởng em xây dựng cho cái trại của ngành mình á, lúc đó em chỉ nghĩ đến cái việc là cố gắng hết sức thôi. Tức là em muốn cho cái trại của ngành mình nó thật là khác, nó thật là cho ngành mình nó sáng lên này nọ. Tức là mọi thứ em làm á đều vì cái điều đó. Cho nên là em cũng gọi là những cái sai lầm á thì em đã học được, nó vấp ngã đau lắm nhưng mà phải học thôi, phải học thì mới sau này thì em mới tốt hơn được. Bạn dẫn dắt một cái chương trình như vậy trong khoảng thời gian rất là lâu á, thì trong nội bộ của Bảo Ân có từng có những cái chuyện xích bích hoặc là kiểu như là không phục Bảo Ân hoặc như thế nào đó hay không, thì Bảo Ân có thể chia sẻ với khán giả được không? À dạ, chuyện đó thì chắc chắn là có, cũng có nhiều lắm. Tức là có những chuyện như là ví dụ như là trong vấn đề xin tài trợ đi, xin tài trợ bên game bên Escape á, thì em đã gửi cái lời xin đó trước 2 tháng, nhưng mà trong 2 tháng đó họ im lặng, họ không có trả lời em. Thì trong 2 tháng đó ban game đã xây dựng được những cái game rất là thú vị, rất là hay. Thì sau 2 tháng đùng một cái họ trả lời là họ sẽ làm hết game cho chương trình. Thì như vậy á, lúc đó buộc em phải đưa ra sự lựa chọn là một á là chọn game của Escape, hai á là chọn game của các bạn đã nghĩ ra. Rất là khó là vì công sức của các bạn đã nghĩ ra trong 2 tháng. Thì cuối cùng em với anh Hiếu đã bàn bạc thảo luận á, và sau đó mở cuộc họp tổng á, thì mọi người vẫn quyết định là tại vì cái mục tiêu ban đầu là đưa ra cái trại mình rất sẽ là mới so với các trại khác. Thì tụi em đã chọn game của Escape và nhờ các anh chị Escape game hỗ trợ cho ban game để mà làm một cái bộ game hoàn toàn mới, hay nhất công nghệ. Thì như vậy thì em đã gặp được, em mới bị cái là không đồng tình của nhiều anh, của một ba anh chị bên ban game. Như vậy là họ đã không vui và đã nói với anh Hiếu rất là nhiều rằng cái quyết định của em nó bị sai lầm, nhưng mà như là không có được tôn trọng. Và em đã mất rất là nhiều thời gian nếu mà phải nói là có những cái buổi gặp riêng với anh chị để mà đi uống cà phê, để mà
nói chuyện nữa, mà cho anh chị hiểu được rằng á là những gì mình làm á là vì cái trại, chứ em không có phải là thiếu tôn trọng ai hết hay là gì cả. Tức là một phần đó rất là khó khăn. Vì có muốn chia sẻ chút xíu Tại vì sau khi nghe Ân tâm sự về vấn đề xong á, tại vì Vi tham gia mùa 3 với tư cách là chạy sinh, thì Vi thấy là thực sự là cái game đêm và lúc đó khi mà có sự kết hợp chúng lại escape á, nó làm sáng cái chương trình Amazing Game mình hẳn so với thời điểm mà tất cả các chạy ở thời điểm đó luôn. Tại vì á, kiểu như đi về xong á, tất cả chạy sinh đều rất là hồ hởi trong việc là wow, trời ơi, năm nay Amazing Game chơi đã ghê, chơi có escape rồi hù ma rồi chơi có này kia, mấy game kia chơi logic lắm, kiểu như suy luận dữ dội lắm. Nó có tính phân loại cao á, chứ không phải là chỉ là một cuộc chơi đi hết quyền vòng mà thôi. Kiểu là nó cực kỳ gây cấn luôn. Chính vì nhờ nếu như mà nói là Bảo Ân còn non này kia thì cái đó khoan nhận xét, mà Vi sẽ nói về cái tính có một leader của Amazing Game đó, Bảo Ân, thì Vi thấy cũng gọi là cũng là một điểm sáng. Tại vì Ân là một bạn giống như là cũng có tâm huyết lại ngành á, có những cái suy nghĩ, những cái mà những cái idea nó hay hướng về ngành lắm. Cho nên những bạn có tư duy, có đầu óc nghĩ về ngành cho những cái gì nó mới đặc trưng của ngành vậy, ứng dụng tận dụng được những cái kỹ năng của ngành lên, thì tại sao mình không cho các bạn đó được thể hiện hay là để góp phần xây dựng cái ngành này của mình. Tại vì Amazing Game thì sao cũng là ngành của truyền thông, thì những cái liên quan đến công nghệ hay sáng tạo này kia, tại sao có mà mình lại không làm, mình lại không share ra để cho người khác, các bạn khác, các bạn chạy sinh này kia ta có thể enjoy cái đó. Tại vì cái này là theo quan điểm cá nhân thôi, thì Phát cũng nghĩ là mình không thể nào trách được một người nào đó nhìn nhận của mình là việc mình thiếu kinh nghiệm hoặc mình còn non. Tại vì đúng thật sự là mình còn rất là nhỏ tuổi, nhưng mà điều mình có thể làm là chứng minh cho họ thấy là cơ hội và sự thành công nó không đợi tuổi và nó cũng không đợi bất kỳ ai hết. Thì sắp tới thì bản thân Vi và Ân có những cái dự định gì để phát triển cho cái Amazing Game mùa tới, và hai bạn có thể bật mí một chút xíu về dự định của mình cho tất cả khán giả biết được không? Sao lại cười? Thì chắc thú vị lắm hả? Thì thật ra là hai chị em khóa 14 cũng là năm cuối rồi. Thì thường đứng ở năm cuối là mình sẽ có xu hướng là bắt đầu học cho nhanh để tốt nghiệp và kiếm việc làm. Nói chung là bắt đầu sắp bước vào thế giới người lớn rồi á. Thì có thể cái mùa 4 vừa rồi sẽ là mùa cuối cùng của hai chị em được làm ban tổ chức. Mà thay vào đó hai chị em sẽ tập trung vào cái việc là kiếm được, là kiếm một cái gọi là cái người nối dõi, một cái bé khác để có thể truyền được cảm hứng cho cái người tiếp theo họ và để cho người ta tiếp tục làm. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ rất là thật lòng về cái chương trình Amazing Game cũng như là những cái kinh nghiệm, những cái kỷ niệm của bản thân về chương trình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Để kết thúc phần trò chuyện của hai vị khách mời ngày hôm nay, thì chương trình đã chuẩn bị sẵn một game show nhỏ để thử thách hai vị khách mời. Thì hai bạn đã sẵn sàng tham gia thử thách đầu tiên đầy hóc bú của chương trình chưa nào? Rồi. Ok, các bạn hãy tập trung nha. Và bây giờ mình sẽ đọc ra một câu hỏi và các bạn lựa chọn của nó để tụi mình có thể xác định được là hai bạn có thật sự là thông hiểu nhau hay không nha. Câu đầu tiên, bạn thích màu đen hay màu trắng? Đen. Bạn chọn con vật nào? Chó hay mèo? Chó. Bạn chọn gia vị nào? Tương ớt hay tương cà? Tương ớt. Bây giờ là một câu hỏi, là câu hỏi mở của cả hai. Thì là mình sẽ đọc, mình sẽ không có đáp án trước và các bạn sẽ đưa ra đáp án của bản thân mình. Và nhanh nha, trong vòng 3 tiếng đếm nha. Món ăn yêu thích của các bạn? Xúc xích. Bạn ghét con gì nhất? Dán. Nhện. Con gì dơ. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ qua một cái phần khác là các bạn sẽ trả lời hai câu hỏi này. Thì bạn nào nhanh tay trước trả lời trước sẽ được một phần quà của chương trình. Tập trung nha, khó lắm. Từ gì mà người Việt Nam thường phát âm sai? Sai. Vì ok. Con gì đập thì sống, không đập thì chết? Tim. Xuất sắc. Bây giờ nè, để có một cái phần câu hỏi giúp cho Vi gỡ gạc lại một chút xíu, là chúng ta sẽ phép sẽ đọc ra một cái câu và các bạn sẽ phải đọc lại câu đó rất nhanh. Okay. Nhưng mà MC sẽ có quyền đọc chậm và các bạn phải đọc rất là nhanh nha. Các bạn nghe kỹ nè.
Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, lồng nàng, lân lân. Vì lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, lồng nàng, lân lân. Đó là bạn nha. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp, lồng làng, lân lân. Cho chạy một bài thứ hai, cử khách mời chúng ta nào. Cảm ơn hai vị khách mời đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm quý báu của mình về chương trình Amazing Game. Và sau đây chúng tôi xin chuyển qua một phần cực kỳ hấp dẫn và mong đợi nhất của chương trình ngày hôm nay là phần thử thách. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với phần thử thách đầu tiên, ai nhanh tay hơn. Trên bàn chúng tôi đã chuẩn bị 8 chiếc cốc dành cho mỗi thí sinh. Nhiệm vụ của các bạn là uống hết nước trong chiếc cốc này. Nhiệm vụ chưa dừng lại ở đó. Sau khi các bạn uống hết nước trong chiếc cốc này, các bạn phải úp chiếc cốc này xuống và dùng một tay để hất chiếc cốc này lên. Làm sao để chiếc cốc úp xuống lại một lần nữa. Người thắng cuộc trong trò chơi này là người uống hết tất cả chiếc cốc và thực hiện được tất cả 8 chiếc cốc này trong thời gian nhanh nhất. Người chiến thắng ở thử thách này sẽ có quyền được lựa chọn một là sữa, hai là nước suối. Đây là lợi thế mà các thí sinh không nên bỏ qua. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đón chào hai người chơi của chúng ta, Vi Võ và Bảo Ân. Hai bạn đã nắm rõ luật chơi chưa? Ok. Chúng ta sẽ chuẩn bị nha. 1, 2, bắt đầu! Thử thách đầu tiên là Bảo Ân. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với thử thách kỳ cứng nhất ngày hôm nay, có nghĩa có tên là Lửa Địa Ngục. Nghe cái tên thì các bạn cũng đã thấy được là có mùi của nóng, khô và cay. Ở thử thách này, hai người chơi của chúng ta sẽ phải ăn hết 2 ly mì cay. Bây giờ trước khi tham gia thì mình nên có sự giao lưu nhẹ cảm giác của hai bạn trước khi mà bắt đầu mình đi vào một cái lửa địa ngục như thế nào. Bảo Ân, mình thấy bị hành quá. Bị hành quá, hết uống mà nóng người. Bảo Anh nên complain lại với ban tổ chức, không được complain với lại MC. Ok. Rồi, tiếp theo là Vi Võ. Vi Võ cảm thấy như thế nào? Cảm thấy bị ăn hành. Hết gì mà uống cho trời ơi đau bụng luôn, xong rồi cái rồi nghĩ đề nghị cam cắt cái khúc này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái giai đoạn là thi. Hai bạn đã sẵn sàng chưa? Và trước khi thi thì Bảo Ân có muốn sử dụng quyền nào của mình hay không, sử dụng những sản phẩm của mình hay không? Dạ có, dùng hết. Đề nghị ban tổ chức có thể mang sữa và đá ra cho Bảo Ân được không ạ? Bảo Ân thân mến, khi mà bạn có lợi thế như vậy thì có nghĩa là bạn sẽ phải cố gắng ăn hết trước Vi Võ nha. Và đừng thua ở trò chơi này nhé. MC thì sẽ có cách hù dọa tiếp theo nữa, làm hai cái mì cay này rất là cay. Và khi mà ban tổ chức chuẩn bị thì đã cũng chuẩn bị rất là nhiều ớt trong đây. Và hy vọng các bạn sẽ có một buổi trưa thật là hấp dẫn. Sẵn sàng? 3, 2, 1, bắt đầu! Có cay, không thấy chỉ nói chuyện thôi. Không, em chưa được phép ăn, em chưa được phép ăn.
nghe edit là dựng khúc này lại. Cố lên. Mẹ có chín hiệu nha. Rất là ngon. Những cái nhắc tới Hàn Quốc chúng ta phải nhắc tới. Wow. Sướng vậy. Wow. Vi Võ là người chiến thắng. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với thử thách của chương trình mang tên Vòng Xoay Tử Thần. Ở thử thách này, các người chơi sẽ phải nhảy dây trong thời gian là 1 phút. Người nào nhảy dây có số lượng vòng cao hơn sẽ là người chiến thắng. Và chúng ta hãy cùng chào đón hai người chơi, Vi Võ và Bảo Ân. Ok, xin chào hai bạn. Và xin mời biên tập đem dây vào cho chương trình. Vòng xoay tử thần của Vi Võ, và hy vọng Vi Võ sẽ có thể vượt qua cái vòng xoay tử thần này để giành chiến thắng. Mời biên tập có thể đếm thời gian giùm phát nha. Vi sẵn sàng chưa? Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố gắng lên, cố gắng. Và số lượt của Vi là 78 vòng. Chúc mừng. Để xem vòng xoay tử thần của Bảo Ân có vượt qua nổi Vi hay không. Xin mời Bảo Ân. Ok, Bảo Ân sẵn sàng chưa? Lượt chơi dành cho Bảo Ân bắt đầu. Cố gắng từ từ. Ok, thời gian của Bảo Ân đã hết giờ. Và số vòng của Bảo Ân là 81 vòng. Xin chúc mừng. Và Bảo Ân cũng chính là người thắng thử thách. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với chương trình. Đây là phần hấp dẫn nhất của chương trình. Trên tay tôi đang là kết quả. Và người chiến thắng không ai khác chính là bạn Bảo Ân. Hãy cùng cho một tràng pháo tay để đón chào hai nhân vật của chúng ta quay trở lại sân khấu ngày hôm nay. Xin mời cả hai, Bảo Vi Võ và Bảo Anh. Ok, chào hai bạn. Cảm xúc của hai bạn sau khi tham gia những phần thử thách của chương trình như thế nào? Mời Vi Võ. Mình muốn xin cảm tác MC để mời MC đi ăn một chồng mì cay với mình. À, bỏ đi nha. Ok. Tới Bảo Anh, bạn nghĩ như thế nào? À, mình muốn mời cái ekip cùng đi ăn mì cay với mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần thú vị nhất mà các bạn đang rất trông chờ. Vi Võ là người không chiến thắng thử thách ngày hôm nay. Bạn sẽ phải bóp hình phạt của mình trong chiếc hộp bí mật này. Và hình phạt của bạn, xin mời Vi Võ có thể đọc lớn hình phạt lên luôn nha. Ok, mời bạn. Make up. Hình phạt của Vi Võ sẽ là make up. Và chương trình của chúng tôi đã chuẩn bị phần hình phạt này như sau. Bảo Ân là người chiến thắng sẽ phải bịt mắt lại và make up cho Vi Võ. Cố lên cô gái, hãy make up cho Vi Võ trở thành một cô gái xinh đẹp nhất đêm nay. Trời ơi, bịt mắt sao make up được. Bình thường, make up đã không ra gì vậy, giờ còn. Ok, cố lên. Và đây sẽ là những dụng cụ make up của Bảo Anh. Các bạn sẽ có khoảng thời gian là 2 phút để make up cho Vi Võ. Đây, trước khi mà make up thì mình muốn biết là cái concept mà hôm nay Bảo Ân muốn làm cho Vi Võ là như thế nào. Mình muốn mang nó cho Vi Võ một cái concept hoang dại, cũng giống như khu dân du mục vậy, một cái tâm hồn tươi sáng, những cái gam màu như là sáng, cam đất rồi đó. Mà mình không biết một cam đất nó nằm ở trong đâu trong đây nữa, mình được đánh okay, đại. Ok rồi. Bây giờ thời gian của Bảo Ân cho hình phạt của Vi Võ bắt đầu. Yo.
trước khi Vi xoay lại để cho các bạn khán giả có thể chiêm ngưỡng được cái thành quả của Bảo Ân thì Vi, trước khi em soi gương thì em có cảm giác bây giờ cái mặt em sẽ như thế nào? Gì vậy? Gì vậy? Em đã nói rồi, em nghĩ em là icon của ngành năm nay. Ok. Còn Bảo Ân, em nghĩ là cái trình độ makeup của mình đối với một cái sản phẩm như là Vi Võ sẽ như thế nào, đẹp hay xấu, hay là sẽ quyến rũ và đúng concept của em hay không? Em nghĩ là Vi sẽ mang được cái phong cách hoang dại và bí ẩn giống như em, không như là em đang muốn truyền tải vậy. Nhưng cũng bi rồi đó. Hoang dại này. Ok. Và trước khi để khán giả có thể xem được thành quả của Bảo Ân thì chúng ta hãy cùng nhau đếm để Vi có thể xoay lại để tất cả các bạn có thể chiêm ngưỡng được thành quả của Bảo Ân nhé. Em có được. 2 1 bắt đầu. Em có được gỡ ra chưa? Em có được gỡ ra chưa? Chưa, em chưa gỡ ra. Luca tu. Mola. Ôi trời ơi. Môi tim, môi tim. Được cái môi tim, một cái môi tim. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hai vị khách mời đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ cũng như các trò chơi mà ban tổ chức đã đưa ra. Và đây cũng là phần kết của chương trình. Thay mặt nhóm ekip thực hiện TT Backstage, tôi xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian của mình đến đây để chia sẻ cũng như được trải lòng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi TT Backstage hàng tuần. Chương trình được thực hiện bởi Hotbox Entertainment. Thay mặt ekip chương trình TT Backstage, chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình hàng tuần và hẹn gặp lại số tiếp theo. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả.